miền Bắc hửng nắng, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông kéo dài. Hôm nay, ngày 22 tháng 8, miền Bắc giảm mưa hửng nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông kéo dài trong nhiều ngày tới. Miền Trung mưa dông cục bộ vào chiều tối và tối. Hôm nay, ngày 22 tháng 8, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ giảm mưa. Vùng đồng bằng chỉ còn xuất hiện có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi sáng nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Từ trưa chiều nay, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Hà Nội sáng nay có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Dự báo các tỉnh miền Bắc sẽ có nhiều ngày tạnh giáo trước khi đón đợt mưa dông mới vào cuối tháng. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở phía Tây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Dự báo từ nay cho đến 26 tháng 8, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, Quảng Trị, Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Dự báo từ nay đến 26 tháng 8, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 8, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.